xã tại chúng ta mình tổ chùa thì được đi tổng kết ngày hội tên nếp bà con và các bạn thân mến. Vào hồi 9 giờ có công phúc ngày 28 tháng 10 2015 vừa qua tại xã tại Sinh Tàm huyện Tổ Chùa tại Điện Biên đã tổ chức ngày hội tên nếp tại xã tại Sinh Tàm huyện Tổ Chùa tại Điện Biên. Đây là sự kiện thuộc khuôn khổ dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và chuyên nghiệp internet công cộng tại Việt Nam do quỹ Bin và Mizinda Gap tài trợ với sự tham gia đông đảo của người dân xã tại Sinh Tàm huyện Tổ Chùa tại Điện Biên. Ngày hội tên nếp đã thành công tốt đẹp, mang tới cho bà con một cách nhìn đầy đủ hơn về vai trò của internet đối với xã hội nông thôn ngày nay. Theo thống kê của ban tổ chức, ngày hội tên nếp xã tại Sinh Tàm huyện Tổ Chùa tại Điện Biên đã thu hút rất nhiều lượng người tham dự. Đến ngày hội tên nếp, người dân đã được các cán bộ kỹ thuật hướng dẫn và sử dụng máy tính và internet miễn phí. Nhiều bà con chưa từng biết sử dụng máy vi tính, nhưng với sự hướng dẫn tận tình của các cán bộ kỹ thuật đã có thể tự tìm những thông tin